trên tay mình là chiếc bàn phím IKBC CD108PD. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chiếc bàn phím này có những gì đặc biệt mà người ta vẫn hay nhắc về nó là một chiếc bàn phím chất lượng thì tốt, tuy nhiên thẩm mỹ thì không được đẹp cho lắm. Ôi trời ơi! Xin lỗi các bạn trong quá trình unbox thì mình làm rơi phần keycap tháo rời này ra. Và đây là toàn bộ những gì của chiếc bàn phím, tên thì siêu dài mà bây giờ mình không nhớ. À, đó là CD108. Thì cái tên CD108 này nó mô tả được cái layout của chiếc bàn phím này. Thì đây là chiếc bàn phím full size 108 keycap. Và đây chúng ta có những phụ kiện đi kèm như là một chiếc keypuller dáng dài. Mình khá là thích keypuller dáng dài như này bởi vì nó rất dễ là tháo lắp. Một phần những chiếc keycap tháo rời này nữa. Thì như các anh em có thể thấy rằng là chiếc bàn phím này thì không có đèn led, nhưng mà bù lại thì chúng ta có những chiếc keycap màu sắc như thế này. Và bây giờ mình sẽ thử thay một chiếc vào xem là nó có tạo ra những hiệu ứng đẹp đẽ không nhá. Thay một chiếc vào thôi thì mình nghĩ là nó cũng sẽ không cho mọi người thấy được cái hiệu ứng bắt mắt toàn bộ những chiếc keycap này đâu. Nhưng mà mọi người có thể thấy thì đây là phiên bản Switch Red của Cherry. Ok, phần tháo lắp rất là dễ dàng nhờ chiếc keypuller dáng dài này. Và tiếp theo thì mình muốn nói rằng là các bạn có thể thấy tổng quan của chiếc bàn phím thì nó không có gì là đặc sắc so với những chiếc bàn phím khác cùng tầm giá trên thị trường. Tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy chỉ là một khối hình chữ nhật được làm bằng nhựa nhám, rất là bám tay, kể cả phần keycap này và cả phần plate nữa. Phần keycap thì được làm bằng nhựa PBT và in ký tự double shot. Thì theo như mình biết, ký tự double shot là kiểu in bền nhất mà chúng ta không phải lo là bong chóc ký tự trong thời gian sử dụng cả. Và phần dây dẫn USB này thì cũng là dây dẫn bọc nhựa, mà mình nghĩ rằng là nếu mà hãng mà có thể nâng cấp chiếc bàn phím này thì có thể sử dụng dây dẫn bọc dù thì sao? Chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rồi. Và phần mặt sau của chiếc bàn phím này thì chúng ta cũng không có gì là đặc biệt cả. Hai chân kickstand, và kickstand này thì có hai nấc phù hợp với độ dài ngón tay của người sử dụng. Và đây là bốn chân fit đảm bảo rằng khi các bạn sử dụng nó không bị dịch chuyển quá nhiều. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về linh hồn của chiếc bàn phím này, chính là Switch Red đến từ Cherry. Mà mình thì cũng không có nhiều thứ để nói về Switch Red của Cherry đâu, bởi vì đây là loại Switch mà mình thích nhất. Và mình đánh giá nó tạo nên cái năng suất, cái hiệu quả tốt nhất trong tất cả các loại Switch mà mình từng sử dụng. Thì đây, như các bạn có thể thấy, mình đang thử gõ phím và nó tạo ra cái cảm giác gõ rất là êm ái, dễ chịu. Không hề có một tiếng động gây ồn nào cả. Đang là có tiếng chứ tất nhiên rồi, nhưng mà nó không gây ồn. Và cảm giác gõ rất là chắc chắn. Mình nghĩ rằng là nếu mà có một cuộc thi xem ai là người gõ phím nhiều nhất ấy, thì chắc chắn là tất cả những người tham gia thì phải trang bị cho họ Switch đến từ Cherry, mà Switch Red thì là có lợi thế nhất. Và mình nghĩ đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn review cho các bạn về chiếc bàn phím IKBC CD108 này. Nếu mọi người có hứng thú về chiếc bàn phím này thì hãy đến với các showroom ở Hà Nội Computer để được tận mắt chứng kiến và được tận mắt tìm hiểu cũng như là trải nghiệm em nó nhé. Sản phẩm này đang được bảo hành 24 tháng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bài review sau.